yêu và thương. Mà tại sao chưa trao em là gió lướt qua nhanh để anh đụng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một người nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy và quất cô để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nhiều có những là anh không thể thôi, chẳng ai chẳng cần một người mà quên đi anh. Một mùa hồng thơ ngay khi đôi vai vai chiều nhiều.